lượt xuất lưu cuối cùng của Chelsea và Didier Drogba. Trong đầu Drogba là những lựa chọn. Ý tưởng về một cú đá kiểu Panenka xuất hiện đầu tiên, nhưng nhanh chóng bị loại bỏ bởi nó quá rủi ro. Lựa chọn cuối cùng của Drogba, lấy đà ngắn hơn bình thường, chỉ hai bước, đến Neuer không thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của anh, và sau đó là một cú sút căng. Neuer bị đánh bại, và Chelsea đăng quang chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Drogba dĩ nhiên không lên kế hoạch cho khoảnh khắc vĩ đại ấy, nhưng anh luôn có niềm tin mạnh mẽ vào sự sắp đặt của định mệnh. Trong đầu tôi lúc ấy là lời tự nhủ với chính bản thân: mày thích thời khắc này, thời khắc mà nếu mày ghi bàn, đội nhà sẽ thắng. Đó là sự thật, tôi rất khoái những khoảnh khắc kiểu như vậy. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng sút hỏng, nhưng thường thì tỷ lệ thành công luôn cao hơn. Nhưng trong thời khắc đối mặt với Neuer ấy, tôi bình thản vô cùng. Định mệnh của Drogba đã đưa Chelsea vươn tới đỉnh cao Champions League, một trong những chiếc vô địch bất ngờ nhất và theo cách khó tìm nhất trong lịch sử giải đấu. Và đó cũng là đỉnh cao của chân sút bờ biển Nga trong một hành trình dài 8 năm với đầy ắp biến cố tại Stamford Bridge. Jose Mourinho, tân huấn luyện viên Chelsea, chính là người đóng vai trò quan trọng nhất trong vụ chuyển nhượng Drogba. Gần một năm trước, sau trận Porto đánh bại Marseille ở Champions League, Mourinho từng nói Drogba rằng ông rất muốn có tiền đạo người bờ biển Nga trong đội hình của mình một ngày không xa. Với sự hậu thuẫn từ ông chủ rất chịu chi Roman Abramovich, giờ Mourinho đã có ngân sách để thực hiện kế hoạch sở hữu Drogba. Cái ngày chuyên cơ thuộc sở hữu Abramovich chở Drogba hạ cánh xuống sân bay Farnborough, Mourinho cùng ông chủ Chelsea đích thân ra đón. Cậu thế nào, chàng trai của tôi? Cậu là cầu thủ giỏi, tớ biết, nhưng nếu cậu muốn trở thành cầu thủ lớn, cậu phải chơi cho đội bóng của tớ. Thứ cậu cần là một câu lạc bộ lớn như Chelsea và một huấn luyện viên đỉnh của đỉnh là tớ đây. Hành trình thích nghi của Drogba tại Chelsea khá trắc trở. Hạn chế ở khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lý do, nhưng các buổi tập tại Cobham với yêu cầu khắt khe từ Mourinho mới là thứ khó khăn hơn cả. Mourinho muốn Drogba chơi thứ bóng đá hoàn toàn khác với cách anh đã quá quen thuộc ở Marseille. Với Chelsea, Mourinho, Drogba phải sắm vai một target man, phải nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành đối phương nhiều hơn, phải là một điểm hút bóng và tạo ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Vai trò mới đòi hỏi Drogba phải chiến đấu nhiều hơn, va chạm tay đôi nhiều hơn trước với những tay hậu vệ hổ báo ở Anh, vốn là thứ mà tiền đạo người bờ biển Nga chưa từng trải nghiệm trước đó. Hai năm đầu tiên ở Chelsea, Drogba góp mặt 55 trên 76 trận của The Blue và thành tích ghi bàn từng mùa của anh luôn xếp sau chân sút số 1, tiền vệ Frank Lampard. Chelsea vươn mình thành thế lực mới với hai chiếc vô địch Premier League liên tiếp. Nhưng Drogba thì khó có thể vui với tình cảnh của bản thân. Thứ khiến Drogba khó ở còn là bởi thái độ của truyền thông xứ sở sương mù và cả cổ động viên nhà dành cho anh. Sau đó, Drogba hơn một lần công khai thừa nhận anh không cảm thấy hạnh phúc tại Chelsea, bất chấp toàn đội đang đi đúng hướng và gặt hái thành công. Nói với The Athletic, Drogba của hiện tại không hề phủ nhận điều này. Tương lai của Drogba là một câu hỏi lớn khi mùa giải 2005-2006 khép lại. Giữa việc ở lại Stamford Bridge và chia tay Chelsea, Drogba nghiêng về phương án thứ hai, nhưng cuộc chia tay đã không xảy ra. Tất cả là nhờ Frank Lampard. Mùa giải thứ ba của Didier Drogba tại Chelsea bắt đầu bằng tin nhắn từ Lampard và kết thúc với 33 bàn thắng trên mọi đấu trường, tức nhiều hơn cả tổng thành tích mà tiền đạo người bờ biển Nga có được trong hai mùa giải trước đó. Khi biết tin Mourinho bị ban lãnh đạo sa thải vào cuối tháng 9 năm 2007, Drogba đã khóc như mưa trong phòng thay đồ tại Cobham. Drogba thậm chí đã gặp trực tiếp ông chủ Abramovich để yêu cầu một lời giải thích về quyết định sa thải Mourinho, và ngay sau đó là những phát ngôn gây sốc trong bài phỏng vấn với France Football. Phẫu thuật đầu gối vào vòng chung kết giải CAN khiến đóng góp của Drogba cho Chelsea, khi đó được dẫn dắt bởi Abraham Grant, có phần hạn chế. Nhưng khi trở lại, Drogba đã liên tiếp ghi những bàn thắng quan trọng, Chelsea giành quyền dự trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Trận chung kết tại Moscow là một kỷ niệm đáng quên với Drogba. Anh nhận thẻ đỏ cuối hiệp phụ do hành vi tát Nemanja Vidic và sau đó Chelsea ngã gục ở loạt đá luân lưu 11m. Drogba tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải đại thành công 2009-2010 của Chelsea với tân huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Tại Premier League, Drogba ghi 29 bàn thắng chỉ sau 32 trận, giành luôn giải chiếc giày vàng dù vắng mặt cả tháng 1 vì CAN 2010. Trong một bài phỏng vấn với tạp chí 442 năm 2016, khi được hỏi giữa Fernando Torres và Drogba, tiền đạo nào khiến mình khó thở hơn, Vidic đã trả lời tấp lự: Drogba. Torres chấp thời cơ ghi bàn rất đỉnh, nhưng Drogba thì khủng bố bàn suốt cả trận đấu. Khi mùa giải 2011-2012 có nguy cơ đi vào thảm họa vì là bỏ sa thải và trợ lý Roberto Di Matteo được đôn lên làm huấn luyện viên tạm quyền trong 3 tháng cuối mùa giải. Vào thời điểm ấy, chẳng mấy ai tin đó là sự sắp đặt hoàn hảo của định mệnh để Drogba trở thành người hùng trong chiếc vô địch Champions League lịch sử của Chelsea. Cú đánh đầu thành bàn giúp tung lưới Bayern Munich, giúp Chelsea gỡ hòa 1-1 và đưa trận chung kết Champions League vào hai hiệp phụ. Và khi Drogba có một niềm tin mạnh mẽ rằng Chúa đang ở bên mình và đồng đội,
Không chỉ bởi pha lập công ở phút thứ 88 tình huống phạt góc duy nhất mà Chelsea được hưởng, anh thực sự bình yên đến lạ khi đối mặt với Neuer ở lượt sút luân lưu quyết định. Sau Moscow năm 2008, Stamford Bridge và sự kiện Aubrey Bowl năm 2009, giờ định mệnh chiến thắng sẽ là của anh, không thể khác được. Hè năm 2012, sau biết bao biến cố và thăng trầm, Drogba chính thức chia tay Chelsea, nhưng anh rời đi với di sản to lớn và sự trân quý sâu sắc. Kết quả cuộc bỏ phiếu của các cổ động viên Chelsea trên website câu lạc bộ đặt Drogba vào vị trí cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử The Blue. Nhưng trước khi chia tay, Drogba vẫn kịp tặng cho Chelsea một món quà vô giá cho tương lai. Lúc ấy, Eden Hazard đang trong tầm ngắm của Chelsea và hàng loạt câu lạc bộ lớn ở châu Âu, và Drogba đã tận dụng mối quan hệ của anh với Gervinho, đồng đội ở tuyển và là cầu thủ của Lille, để kết nối với Hazard. Một cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Drogba và Hazard đã khiến ngôi sao trẻ người Bỉ ngã hẳn về phía Chelsea. Hai năm sau, anh trở lại Stamford Bridge theo lời mời của Jose Mourinho, người đang thiết lập nền móng cho nhiệm kỳ 2 của ông tại Chelsea. Khi Drogba tái hồi Chelsea, tôi đã nói với cậu ấy thế này: giờ cậu không phải là số 1 nữa, nhưng tớ thực sự cần cậu ở đây để giúp tớ và đội bóng. Kinh nghiệm và phẩm chất của cậu là vô giá. Phần thưởng cho lần tái hồi Chelsea của Drogba là chiếc vô địch Premier League 2014-2015, và thêm một lần Drogba phải nói lời chia tay Chelsea. Trong khi các đồng đội thuở nào từ Frank Lampard, Piszczek, Ashley Cole hay Joe Cole lần lượt tái hồi Chelsea đảm nhiệm các vai trò khác nhau trong ban huấn luyện, thì Drogba lại khá nhiều lần từ chối lời mời trở lại The Blue lần thứ 3. Tất nhiên là bởi Drogba có một lý do đặc biệt, anh đang hướng tới một vị trí quan trọng trong liên đoàn bóng đá bờ biển Nga. Tất nhiên, kể cả khi Drogba đang bước đi trên con đường mới, ở rất xa Chelsea thì ảnh hưởng và di sản của anh tại Stamford Bridge vẫn còn mãi. Như hình ảnh ăn mừng bàn thắng với hai cánh tay vươn rộng hệt như thần tượng Drogba ngày nào của chân sút trẻ Tammy Abraham. Bởi đó là định mệnh.